Chào mừng quý vị đến với chuyên mục công nghệ tuần qua. Quý vị thân mến, đến với chuyên mục công nghệ tuần qua, đầu tiên chúng ta hãy cùng đến với phần điểm tin công nghệ, cập nhật những thông tin nóng và hấp dẫn nhất. Mở đầu sẽ là thông tin lần đầu tiên các nhà khoa học vừa phát hiện ra một hành tinh có kích thước và khối lượng giống trái đất của chúng ta. Lần đầu tiên các nhà khoa học đã tìm được một hành tinh bên ngoài hệ mặt trời, không chỉ có kích thước tương tự trái đất mà còn có khối lượng giống như trái đất. Tuy nhiên, nhiệt độ của nó lại cao hơn 2000 độ. Bề mặt của hành tinh này nóng chảy và có nhiệt độ rất cao nên khó có sinh vật nào tồn tại được. Dù vậy, việc phát hiện ra hành tinh này là một bước tiến trên con đường tìm hiểu về những hành tinh thật sự giống trái đất. Hành tinh nói trên được gọi là Kepler-79b. Quỹ đạo của nó xoay quanh một ngôi sao nhỏ hơn mặt trời một chút, nằm ở chòm sao Cygnus, cách trái đất khoảng 400 năm ánh sáng. Nó chỉ mất 8,5 giờ để quay hết một vòng quanh sao chủ, trong khi quỹ đạo của trái đất quanh mặt trời mất đến 365 ngày. Các nhà khoa học cho biết, mật độ vật chất thành phần chủ yếu gồm đá và sắt. Của Kepler-78b là 5,3 gram và 5,57 gram trên cm khối. Tương tự mật độ 5,5 gram trên 1 cm khối của trái đất. Sau 2 tuần ra mắt tại Việt Nam Motor Show 2013, mẫu xe BMW Series 5 mới đã có khách hàng đầu tiên là khách sạn Sheraton Sài Gòn. Tại buổi lễ diễn ra vào ngày 5 tháng 11, BMW Euro Auto đã ký thỏa thuận bàn giao lô xe gồm 5 chiếc BMW Series 5 mới cho khách sạn Sheraton Sài Gòn để sử dụng cho việc chuyên chở khách. Ông Horst Hertel, tổng giám đốc BMW Euro Auto cho biết, lô xe này được trang bị nội thất theo đơn đặt hàng riêng của khách sạn. Nội thất của BMW Series 5 được chúng tôi trang bị dựa trên đơn đặt hàng riêng, bao gồm máy tính bảng iPad cho hàng ghế sau, hệ thống điều hòa 4 vùng riêng biệt, hộp giữ nhiệt và hệ thống định vị toàn cầu GPS, tất cả kết hợp với dịch vụ vận chuyển limousine cao cấp của khách sạn Sheraton. Dòng BMW Series 5 trước đây cũng từng là lựa chọn của khách sạn Sheraton Sài Gòn trong đợt bàn giao đầu tiên của BMW Euro Auto vào năm 2009. Đến nay, BMW Series 5 đã bán được 6,6 triệu chiếc trên toàn thế giới. Phiên bản Series 5 mới có hàng loạt công nghệ được nâng cấp đáng chú ý như đèn sương mù công nghệ LED, hệ thống đèn viền nội thất Ambient Light, chức năng chuyển đổi chế độ vận hành Driving Experience Control, cùng động cơ Twin Power Turbo 4 xi lanh thẳng hàng, giúp xe vận hành hiệu quả và tiết kiệm nhiên liệu chỉ với 6,4 lít trên 100 km. Sau Trung Quốc, Indonesia và Mỹ, Việt Nam là thị trường tiếp theo được hãng điện thoại Oppo chính thức công bố chiếc smartphone chủ lực của năm 2013, chiếc Oppo N1 vào hôm 30 tháng 10. Không cạnh tranh nhiều về cấu hình với các siêu phẩm khác, các tính năng thú vị của Oppo tập trung mạnh vào việc hỗ trợ cho các người dùng thích chụp hình bằng smartphone. Điểm đặc biệt nhất là chiếc camera 13 megapixel có khả năng quay theo trục ngang 206 độ, giúp chụp hình ở nhiều góc độ khác nhau. Về cấu hình, Oppo N1 được trang bị màn hình cảm ứng 5,9 inch, độ phân giải Full HD, bộ vi xử lý loại từ Snapdragon 600, tốc độ 1,7 GHz, RAM 2GB, dung lượng pin lên đến 3610 mAh. Oppo N1 được cài sẵn nền tảng gọi là ColorOS do Oppo cùng CyanogenMod phát triển dựa trên nền tảng Android 4.2 Jelly Bean của Google. Điểm độc đáo khác của máy là có khả năng cảm ứng lưng 4 chiều AllTouch giúp thực hiện các tác vụ mà không cần chạm vào màn hình máy. AllTouch cũng giúp chụp hình dễ dàng khi đưa máy lên góc cao hơn 45 độ, vốn gây khó khăn cho việc nhấn vào phím chụp cảm ứng trên màn hình. Oppo N1 còn kèm theo phụ kiện điều khiển từ xa như OnClick, kết nối thông qua Bluetooth với bán kính 5m, giúp điều khiển camera từ xa cũng như quản lý máy an toàn hơn. Thưa quý vị, được xem là một trong những xu hướng công nghệ nổi bật của năm 2013, với sự phát triển mạnh mẽ của smartphone, thì xu hướng di động đang được đánh giá là một miền đất hứa để doanh nghiệp phát triển kinh doanh, quảng bá thương hiệu và nâng cao chất lượng hoạt động. Nhưng thực tế thì các doanh nghiệp Việt Nam hiện đang tận dụng đến đâu, hay cũng chỉ là những tiềm năng trên lý thuyết? Các doanh nghiệp Việt Nam đã bắt đầu tham gia mạnh vào thị trường ứng dụng trên thiết bị di động, ngay cả những ứng dụng được xem là ít ai quan tâm. Mắt Bảo vừa đưa ra hai ứng dụng Huawei trên cả ba nền tảng là Android, iOS và Windows Phone, giúp người dùng tra cứu sự tồn tại của các tên miền. Ông Huỳnh Ngọc Duy, giám đốc điều hành Mắt Bảo Media cho biết, sự phát triển của smartphone khiến doanh nghiệp này không thể đứng ngoài. Các nhà phát triển tên miền ở trên thế giới thì người ta đều phát triển được cái hệ thống Huawei trên di động đối với các tên miền quốc gia của họ. Nhưng mà ở Việt Nam thì lại chưa có ai đang làm việc này cả. Mà trong khi đó là cái xu hướng di động là xu hướng giờ gần như là tất yếu rồi. Nghĩa là nếu mà chúng ta không có đi kịp cái xu hướng thì chúng ta sẽ bị tụt hậu phía sau. Đây không phải là đơn cử đầu tiên. Dù đi sau thế giới, nhưng thời gian qua thị trường thương mại dịch vụ và tiếp thị qua di động đã bắt đầu được các doanh nghiệp chú ý. Ở lĩnh vực thương mại điện tử, các sàn B2C và B2B đã đưa ra ứng dụng trên smartphone như 123mua, Rongbay, Lazada, Zalora. Mảng dịch vụ có thể nhắc đến Zalo và Wala với ứng dụng OTT đang cạnh tranh trực tiếp với các OTT ngoại như Viber, Line, KakaoTalk. Trong khi đó, mảng game trên smartphone thu hút hàng loạt tên tuổi lớn tham gia như Vida Game, VTC, Soha Game, EV Corporation, GameLove.vn. Ngành ngân hàng cũng khá năng động trong xu hướng di động. Đến nay có ít nhất 10 ngân hàng tung ra các ứng dụng riêng về mobile banking.
Theo ông Rajesh Ganju, giám đốc kinh doanh khu vực ASEAN công ty Info, cũng giống như các nước trong khu vực, có thể thấy sự phổ biến của ứng dụng di động trong kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam. Lấy một ví dụ là mobile banking. Bây giờ rất nhiều giao dịch chúng ta đều sử dụng ứng dụng di động và giao dịch thông qua di động. Vì vậy, trong bối cảnh hiện tại, tận dụng những ứng dụng di động trong kinh doanh sẽ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp. Mọi người sử dụng ứng dụng di động rất nhiều, rất dễ dàng để phát huy hiệu quả của công việc. Một khảo sát của Google tại Việt Nam được công bố vào tháng 8 cho biết khoảng 17 triệu người Việt Nam dùng smartphone. Trong đó, có nhiều con số đáng chú ý như 70% người sử dụng smartphone để truy cập Internet, 78% tìm kiếm thông tin trên smartphone mỗi ngày, hay 37% thà hy sinh truyền hình còn hơn từ bỏ smartphone. Có thể nói đây là những con số đầy thu hút. Tuy nhiên, tận dụng xu hướng di động chỉ đơn thuần là việc viết một ứng dụng và phát hành nó lên chợ ứng dụng để kinh doanh, tiếp thị hay mở thêm một kênh bán hàng mới. Tất nhiên là không. Điều mà các chuyên gia tư vấn và giới công nghệ nhấn mạnh hơn là việc tận dụng xu hướng di động vào việc nâng cao năng suất lao động. Từ năm 2013, đã có những doanh nghiệp tiên phong đầu tiên. Vào tháng 2, Vinamilk quyết định đầu tư phần mềm hỗ trợ bộ máy bán hàng chạy trên nền tảng di động của Viettel. 4 tháng sau, Suntory PepsiCo Việt Nam Beverage công bố đầu tư vào hệ thống quản lý phân phối trên nền tảng di động DMS Lake của FPT Software. Đến tháng 7, bảo hiểm Acefly cho ra mắt hệ thống ứng dụng hỗ trợ kinh doanh bảo hiểm trên thiết bị di động Ace eSmart. Nhu cầu về phần mềm và dịch vụ ứng dụng trên nền tảng di động đã có. Kéo theo đó, thị trường cung ứng cũng rục rịch chuyển mình. Ông Vũ Anh Tuấn, Tổng thư ký Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh HCA cho biết, nhiều doanh nghiệp thành viên của hội đồng này đã sớm kịp nắm bắt thời cơ. Các doanh nghiệp thay đổi cũng rất kịp thời. Rất nhiều doanh nghiệp trong Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển đổi cái cách bán xây dựng sản phẩm và bán hàng của mình từ cái truyền thống, tức là bán cả một gói với 50 triệu, 70 triệu, vài trăm triệu qua cái dịch vụ cho thuê trên điện ứng dụng di động với mỗi tháng chỉ cần vài trăm ngàn hoặc 1 triệu tùy theo cái mức độ sử dụng của mình trên cái thiết bị di động và máy tính nói chung. Tuy nhiên, ông Tuấn cũng thẳng thắn thừa nhận mức độ phát triển của thị trường này là chưa cao. Phổ biến nhất hiện nay là các gói ứng dụng cung cấp cho doanh nghiệp bán lẻ và dịch vụ ăn uống dùng trên smartphone của nhân viên, cộng tác viên, giúp thu thập thông tin, đặt hàng, báo cáo mức độ tiêu thụ tại các điểm bán lẻ một cách nhanh chóng. Ông Phạm Hồng Thái, Phó Tổng Giám đốc TRG, một công ty chuyên tư vấn về công nghệ thông tin đánh giá, xu hướng ứng dụng di động tại doanh nghiệp Việt Nam đã có thể gọi là khá tốt, nhưng vẫn còn khá nhiều đất. Cái xu hướng về di động nó có ở Việt Nam bắt đầu áp dụng rất nhiều cái ứng dụng, thậm chí là sử dụng những cái công nghệ mà di động để mình đưa vào trong quá trình mà làm việc với khách hàng, thay đổi cách làm việc trong doanh nghiệp. Nhưng mà hiện nay là những cái ứng dụng mà có thể chạy được thực sự trên mobile nó vẫn còn ít. Nó chưa có tương xứng với cái tầm mà về công nghệ hiện tại. Nhiều chuyên gia đánh giá, thách thức cho thị trường giải pháp ứng dụng di động tại Việt Nam cũng không nhỏ. Đơn cử như thiếu sự liên kết giữa nhà cung cấp giải pháp, phần cứng và nhà mạng trong khi các gói cước 3G lại không ổn định về giá. Việc bảo mật trên thiết bị di động cũng là một vấn đề đau đầu cho những người dùng và doanh nghiệp thế giới chứ không riêng gì Việt Nam. Một dự đoán gần đây của IDC cho biết, trong thời gian tới, sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp đầu tư vào phần mềm ứng dụng di động để tăng thêm năng lực cạnh tranh cho mình. Quý vị thân mến, và phóng sự vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục công nghệ tuần qua. Trong chuyên mục Ai làm gì ở đâu thì mời quý vị cùng tìm hiểu ý tưởng thùng rác nuôi dùng quế, xử lý rác hữu cơ của nhóm sinh viên trường học kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.